Đức vừa được gặp lại quý vị trong phần cuối cùng của chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần được phát sóng hàng tuần trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, cơ sở hạ tầng chính là khung sườn để phát triển kinh tế. Và trong không khí kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, phần cuối tạp chí Kinh tế hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại thành tựu phát triển hạ tầng cũng như toàn bộ mặt đô thị của thành phố sau 4 thập niên qua cuộc trò chuyện với một trong những người đã từng gắn bó cả đời mình với công cuộc kiến thiết thành phố. Đó là tiến sĩ kiến trúc sư Lê Văn Năm, nguyên kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh. Sự trưởng thành của một thành phố được phản ánh phần nào qua hệ thống hạ tầng và bộ mặt đô thị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, việc phát triển cơ sở hạ tầng là công cuộc không bao giờ có điểm dừng. Ở đó, 40 năm qua, đô thị ngày càng mở rộng, nhiều khu đô thị mới được hình thành bên cạnh các giải pháp nâng cấp, chỉnh trang bộ mặt đô thị hiện hữu. Không những thế, hệ thống giao thông khung sườn của sự phát triển thành phố vẫn đang dần cải thiện. Trong quyển sách vừa ra mắt mang tên 40 năm quy hoạch và kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh và Sở Quy hoạch thành phố ấn hành, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy thành phố viết: gần 40 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh luôn phấn đấu không ngừng với tinh thần vì cả nước cùng cả nước, ngày càng nhận thức rõ hơn, tập trung hơn trong quản lý theo quy hoạch, bảo tồn và phát triển kiến trúc, phát triển đô thị bền vững. Cùng với ông, nhiều học giả, nhà nghiên cứu cũng bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận những nỗ lực của thành phố. Tiến sĩ kiến trúc sư Lê Văn Năm, nguyên kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh, chủ biên của quyển sách và cũng là người đã có 40 năm gắn bó xuyên suốt cùng quy hoạch và phát triển của thành phố cho rằng, dẫu vẫn còn nhiều việc phải làm để hạ tầng đô thị của thành phố Hồ Chí Minh phát triển hài hòa, hợp lý và hiện đại như mong muốn, tuy nhiên về nhiều mặt thành phố đã có được những thành quả rất lớn. Thưa ông, thì là người đã trực tiếp gắn bó với quy hoạch và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn hàng chục năm trời, thì sau 40 năm phát triển của thành phố Hồ Chí Minh thì ông có suy nghĩ và đánh giá gì về bộ mặt của thành phố, về cơ sở hạ tầng mà thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được đến ngày hôm nay ạ? Thật ra đây là một cái công việc mà tôi gắn bó gần như suốt đời. Từ giải phóng thành phố, rồi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 tới nay đó, đã là 40 năm rồi. Trước hết thì tôi cảm nhận rằng là người dân của một thành phố, dù rằng tôi công tác trong bộ máy chính quyền, tôi thật sự mà nói hết sức xúc động về cái sự tiến bộ cũng như vui mừng trước những cái sự phát triển đô thị và thành phố chúng ta đã đạt được. Vậy thì cụ thể về hạ tầng, về giao thông, về kiến trúc cảnh quan thì ông thấy đã có sự phát triển và thay đổi gì trong hàng chục năm qua? Ấn tượng nhất đối với tôi cũng như đối với bà con cô bác đó là cái hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mà trước hết đó là giao thông. Chúng ta xây dựng được một hệ thống đường xá hợp lý, coi như đây là một cái bộ khung sườn để cho tạo cho thành phố phát triển. Những cái hệ thống khác, thí dụ như là điện, tôi cho hệ thống điện chúng ta cải tạo như vậy quá tốt, tiến bộ nhiều lắm. Cái thứ hai nữa đó là vấn đề thoát nước đô thị. Nói rằng chúng ta bị ngập nhiều nơi, điều này tôi nghĩ rằng cũng phải cải thiện dần từng bước, chứ không thể nào một lúc chúng ta giải quyết xong. Nhưng mà nhìn chung tôi cho rằng đã rất nhiều tiến bộ. Rồi vấn đề cấp nước cho nội thành và cho vùng ngoại vi thành phố, tôi nghĩ đây là một cái sự cố gắng rất lớn. Ngoài hạ tầng kỹ thuật đó thì hạ tầng xã hội, tôi cho rằng kèm theo cái chính sách xã hội hóa của chúng ta đó, thì hạ tầng xã hội đô thị cũng phát triển rất lớn, đặc biệt là hệ thống trường học, bệnh viện, những nơi tập thể dục, thể thao, kể cả hệ thống công viên và cây xanh. Tôi nghĩ đây cũng là những cái thành quả lớn. Bên cạnh những con đường, những cái hệ thống cơ sở hạ tầng về điện, nước, thoát nước, vân vân, thì thành phố có một thành quả rất lớn mà được rất nhiều người quan tâm, đó là cải tạo thành công những cái tuyến kênh mà từng có một thời gian là bị ô nhiễm, như là Tà Hộ Bến Nghé, như Lộc Thị Nghè, hay gần đây nhất là Tân Hóa Lò Gốm. Thì ông có thể chia sẻ về trước và sau khi những con kênh này được cải tạo, về cái ấn tượng của ông như thế nào khi mà những dòng kênh từng một thời là đen mà bây giờ nó đã xanh màu trở lại và nó có sự sống trở lại? Thì sau giải phóng mấy chục năm thôi, nhờ sự cố gắng của các cấp lãnh đạo và được sự đồng thuận của nhân dân đó, thì tôi nghĩ rằng hệ thống kênh rạch chúng ta được cải thiện một cách rõ nét. Trước hết là cây nhiều Lộc Thị Nghè, mà tôi nghĩ rằng cải thiện đây là toàn diện, chứ không phải riêng về chỉ bộ mặt của kênh rạch. Mà thật ra giải quyết nhà cửa của nhân dân rồi, thì chúng ta lại chăm lo đến cái chuyện
thoát nước như thế nào, chống ô nhiễm nước ra sao, rồi cảnh quan ở khu vực này như thế nào, thì chúng ta đều phải quan tâm và chuẩn bị cho hệ thống thoát nước sắp tới được xử lý ra sao, để làm sao cái ô nhiễm trên kinh rạch này giảm bớt một cách tối đa. Ngoài kinh như Lộc Thị Nghè ra đây, thì đến cái Tân Quá Lò Gốm, nhờ sự cố gắng của chúng ta thì giải quyết một cách đồng bộ đó, thì đến nay tôi cảm nhận rằng tiến bộ rất lớn. Kế đó là cái rạch Bến Nghé, tôi cảm nhận rằng sự cố gắng này phải nói thật là vượt bậc, mà cái vượt bậc đó nó đem đến chúng ta có hiệu quả. Mà cái hiệu quả này đó, trước hết không phải chỉ là dân sinh, mà nó tạo cho một bộ mặt đô thị chúng ta nó xứng tầm của một thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị đặc biệt của đất nước Việt Nam chúng ta. Chắc chắn trong tương lai thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng, và theo định hướng quy hoạch lâu dài thành phố sẽ phát triển về cả bốn hướng, nhưng mà tập trung nhất là về hướng đông và hướng nam. Nhất là hướng đông thì trong suốt thời gian gần đây chúng ta thấy là thành phố có rất nhiều công trình để tập trung phát triển về hướng đông, như là khu đô thị Thủ Thiêm, tuyến metro đầu tiên cũng phát triển về hướng đông để đi đến quận 2, quận 9 hay Thủ Đức, hay xa hơn là đường cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng mới vừa khánh thành cách đây chưa lâu. Thì theo góc nhìn của ông và kinh nghiệm của ông thì việc phát triển thành phố Hồ Chí Minh về hướng đông sẽ mang lại những lợi ích gì cho thành phố trong tương lai ạ? Trong cái chiến lược đô thị, nhất là cái tổng mặt bằng đầu tiên đó, thì nhà nước chúng ta xác định là cái hướng đông này là gồm đông bắc và đông nam này vẫn là cái hướng chính nhất. Mà tôi nghĩ đây là một điều rất phù hợp. Đây là một vùng đất cao. Cái hai là gắn bó với những cái vùng công nghiệp lớn của quốc gia, chứ không phải chỉ riêng của vùng thành phố Hồ Chí Minh đâu. Mà bây giờ chúng ta giải quyết sự phát triển này hài hòa hơn, nhanh hơn đó, và có thể nói là mạnh mẽ hơn cho cái vùng phía đông này. Tôi cho điều này là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong việc mà phát triển đô thị, cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 40 năm qua. Nhưng mà theo quan điểm của ông thì trong giai đoạn tới chúng ta cần lưu ý tới việc phát triển như thế nào, những vấn đề gì để cho bộ mặt đô thị nó hoàn chỉnh hơn, cho cái cuộc sống, đời sống của người dân được tiện lợi hơn, tốt hơn. Cũng như là một điều mà rất nhiều người quan tâm, đó là làm sao để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển hiện đại nhưng vẫn lưu giữ được những cái giá trị truyền thống, những cái kiến trúc truyền thống của thành phố ạ. Thì cái sự phát triển đó theo tôi nghĩ rằng còn nhiều vấn đề đặt ra mà chúng ta phải suy tính nhiều hơn nữa. Tuy nhiên theo tôi cảm nhận rằng bộ mặt đô thị đó, không riêng ở nội thành này mà chúng ta còn phải chăm lo những cái vùng đô thị mới. Tôi nghĩ rằng những cái đặc trưng mà thành phố chúng ta phải lưu giữ, nhất là cái đặc trưng sông nước, khi mà chúng ta tạo lập những con đường mới và trong một cái nhìn chung của người dân cũng như là người lãnh đạo đó, thì tôi nghĩ rằng làm sao Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định cũ, bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, vẫn còn một cái gì để lưu giữ những kỷ niệm xa xưa. Vì vậy, các cấp lãnh đạo đã cho phép anh em chúng tôi tiến hành cái chương trình nghiên cứu về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và gìn giữ những là kiến trúc đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì đến hôm nay đó, thành phố đã cho phép gìn giữ khoảng 3 đến 400 công trình tương đối tốt, còn hợp lý. Mà cái quan trọng đó là có bộ mặt kiến trúc đẹp, có một giá trị mà chúng ta cần bảo tồn. Thật ra mà nói với một thành phố nào cũng vậy, cái hồn đô thị gần như những người mà đi xa khỏi thành phố này một số năm, một số thời gian mà quay lại đó, bao giờ người ta cũng nhắc lại những cảnh cũ người xưa. Thì cái cảnh cũ người xưa này tôi nghĩ rằng trong quá trình phát triển đô thị thế nào nó cũng có một sự thay đổi. Nhưng mà thay đổi đó làm thế nào cho hợp lý? Vì vậy, một mặt là chúng ta bảo tồn những công trình kiến trúc còn giá trị, ta bảo tồn những cảnh quan thiên nhiên hợp lý và đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đồng thời đó, chúng ta phải phát triển những công trình mới mà do con người tạo nên, cũng phải hài hòa với những kiến trúc cũ và hợp lý với cảnh quan thiên nhiên, thì điều đó mới là đúng đắn. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Và câu chuyện vừa rồi với tiến sĩ kiến trúc sư Lê Văn Năm, nguyên kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã khép lại chương trình tạp chí kinh tế của tuần kỳ này. Chị Yến xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.